Xong xa cũng cả một kênh channel YouTube của bác sĩ thì lại nơi xa được bạn chọn bọn nơi lưu bị hụt lô của đồ chế nơi khả nông bật tế cảm bị chi ở bác dưỡng vô viện miền cả ức chứng ngư COVID đọc bóng bốn này máu và nâng ấy vì bác có ở miền phía phí khá lại mà thả đủ tăng hụt lô của đồ chế bật tế cảm bị chi ở dưỡng là lưu đầy xa không nào ấn cảm làm vì một ngày một ngày. Thế cho nên hai tư viên dùm ra tiệm tôn từ kháng ruộng chặn được kháng chân nó nằm bí chạy nâng bằng cao tờ chạy bì mà sân đài miên xâm rạp bánh cà phía bì rũ nữa và xâm rạp viên cà phía nó tạm tiệm và đối chí nó tạm hàng rồi có tạm mà tục tiệm sân nạn rồi có ấy chẳng nữa và đời xa dương thật bà cà phía khuôn này đài và sân thì dương mình bà cà phía khuôn này thế cứ vì mình bánh hà hàn phải chẳng chẳng hãy tự nhiên tự tôn được hàng luôn trả chân của bạn này nóm nó là tập hòa một chìm mùi mà xin chìm mùi nâng tật thân nằm và đầm bây dùm rạp dùng bánh bạc cả phía chìm sẽ tạm hàng để lụ đồ chỉ chẳng và nâng ấy vì mình hàn phải chẳng để chân này hãy dùng bạc cả mà xin nâng đầm bây cắt thôi cả chlong rì rì đà này bí rùm nhìn lạc. Vì thế này ngày ní dương ở bà hai chìa bà mạng ngày tiết mà xin bà phết nóng nâng mà đòl hay viên nghe sụ bờ bà hay viên miên tật thân nằm xâm rạp bánh bọc dĩa hay miên chlong cát ca trụt bình nít bì cà xuông nâng nông bà tế chân kì an nhà đòi dương bà ra tâm trừ hay bà xin chìa nè rừng ọc nê trừ ca tinh rồi có nê rồi có cả móng và miền hàng City Line và nâng ấy phụ đoàn để xa một sân ấy vì tập hàng rung chạy chân nó vì tập chạp đàm phần lật bàn chân kì cầu bàn tẹt tồn màu dưỡng tầm bây giờ dưỡng cho màu lụn là khả nông tế cảm chí đi và hay một sân đi đáy cứ miền chuyển quân mình chạy ra đi dưỡng chạy màu bàn tạ tâm tạ mà phây cường phần nâng và bà đi chơi nét miền ấy thì đi xong một quân bà này làm bây giờ châu rùm cắt thôi chúng người đi học này hay vợ chạp rắm ai tên là nông mà tạm giả lên chú sáp xôn các bí bây xài buôn bây xôn buôn nâng xôn đập rắm bây xài buôn bây xôn buôn chú mũi nâng xôn đập của mũi bây xài buôn bây xôn buôn bà xôn một quân.